đang đến với chương trình phóng sự cộng đồng của Đài Việt TV tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Chào mừng quý vị cùng đến với không khí của hội chợ lần thứ 14 được tổ chức tại khuôn viên chợ Hồng Kông 4 do ban đại diện cộng đồng người Việt quốc gia năm nay cùng thực hiện với tất cả các bạn trẻ. Xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh mà nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận sau đây. Chợ lần thứ 14 lần này thì có những cái khó khăn cũng như là có những cái thuận lợi nào thưa chị? Xin mời chị chia sẻ. Hồng Yến xin kính chào tất cả quý vị của Đài Việt TV. Và ngày hôm nay là lần thứ 14, Hội đồng đại diện cộng đồng đã tổ chức cái hội chợ đêm với chủ đề là tung tăng mùa hè. Và chúng tôi rất là may mắn là hôm nay trời rất là đẹp và đã được rất là nhiều sự ủng hộ của đồng hương cũng như là những các vendor đã book kín tất cả những gian hàng. Hứa hẹn một trong 3 ngày sẽ rất là đông vui và rất là sôi động với một cái chương trình chợ đêm kết hợp với giải túc cầu 2017 với 12 đội sẽ tới để thi đấu trong 3 ngày hôm nay. Vì được biết đây là giải túc cầu đầu tiên do ban đại diện cộng đồng tổ chức dành cho tất cả các đồng hương, thì ban tổ chức có điều gì muốn chia sẻ để khích lệ tinh thần những người mà tham gia? Kính thưa quý đồng hương, cũng nhân cái dịp mà chợ đêm thứ 14 này chúng tôi tổ chức giải vô địch túc cầu lần đầu tiên ở tại thành phố Houston do hội đồng đại diện cộng đồng tổ chức. Nhưng mà quan trọng nhất đó là mình tạo ra một cái phong trào thể dục thể thao rất là lành mạnh để mà đem lại sức khỏe. Tại vì sức khỏe là cái vốn quý nhất của loài người, mà người Việt quốc gia của chúng ta tại hải ngoại cũng phải cần có sức khỏe, nhất là trong cái giai đoạn mà chúng ta cần phải cố gắng ủng hộ cho đồng bào trong quốc nội để lật đổ chế độ bảo tàng của Cộng sản Việt Nam. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái hoạt động có ý nghĩa và có thể gắn liền giới trẻ vào với những hoạt động ở trong cộng đồng. Chúng ta sẽ có tất cả là 3 giải thưởng. Giải nhất là một cái cúp danh dự với giải thưởng tiền mặt là 3.000 đồng. Giải nhì là một cúp bạc và giải thưởng tiền mặt là 2.000 đồng. Và giải ba là một cúp đồng với giải thưởng là 1.000 đồng. Và chúng tôi cũng có một cái giải cho vua phá lưới là 500 đồng. Và chúng tôi có tất cả là 12 đội banh tham dự ở rất là nhiều đội ở trong tiểu bang Texas và cũng có một số đội ở các tiểu bang khác tới đây tham dự nữa. Một lần nữa, Hồng Yến xin cảm ơn tất cả quý vị, những nhà bảo trợ và đặc biệt là những quý vị đồng hương đã ủng hộ cho chúng tôi. Và Hồng Yến xin tuyên bố hội chợ đêm được bắt đầu. Hội chợ lần thứ 14 lần này được tổ chức vào ngày 18, 19 và 20 tháng 8 năm 2017 với cái tuần lễ rất là đẹp, thời tiết thì rất là mát mẻ, chuyển tiết vào thu. Như Ái Hiền thấy ở đây có rất là nhiều những món ăn và Ái Hiền xin mời quý vị cùng dạo một vòng với Ái Hiền là có những cái món ăn gì đặc biệt trong hội chợ lần này nhé. Em tên là Hương, hôm nay em ra phục vụ gian hàng của em là Hiếu Hạnh. Tụi em có món bò bía, gỏi đu đủ, mình có bắp mềm, mình có bánh tầm, mình có chè hưng và mình có súp măng cua. Mình đồng thời còn có bánh bột chiên và mình còn có bánh tổ ong. Ngoài ra còn những món khác nữa nhưng mà bây giờ chị không có nhớ. Xin lỗi. Chúng em là volunteer cho cái hội chợ này, không phải là lại đây để chơi mà giống như là giúp đỡ cộng đồng. Đi vòng vòng 3 năm rồi, 3 năm liên tục rồi. Công việc volunteer của mấy em ngày hôm nay là gì? Set up mấy cái bàn ghế. Khi mà tới đây đó, volunteer cho cộng đồng của mình thì em nghĩ gì? Em cảm thấy rất là vui đâu. Dạ, có thể giống như gặp rất là nhiều người, cũng có thể chơi với bạn bè, ngoài ra còn giúp đỡ mọi người trong lúc mình rảnh. Nếu em có thời gian cũng sẽ tới đây. Ngày hôm nay cái quán chợ
món gì? À, có món là dê, có tiết canh dê, rồi có dê nướng, cà ri dê, về bánh mì. Và lúc mấy giờ thì có? 6 giờ. Và ngày hôm nay thì đây là lần thứ mấy cô tham dự hội chợ? Lần thứ nhất. Nhưng mà tới đây thấy cái không khí hội chợ như thế này, đây là lần đầu tiên thì cô cảm giác như thế nào? Rất là vui. Và chúc cho cô vui vẻ bán đắt của đây nha. Dạ, ok, rồi cảm ơn nhiều. Hội đồng đại diện cộng đồng của thành phố Houston long trọng tổ chức một giải vô địch túc cầu lần thứ nhất tại thành phố Houston, Texas với mục đích là tạo ra một cái sân chơi lành mạnh cho phong trào thể dục thể thao. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc giải vô địch túc cầu lần thứ nhất tại thành phố Houston. Kính thưa quý vị, đây là những vị tân nhân và cũng là những người trong đội chúng tôi. Nhưng thành thật cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã yểm trợ cho giải túc cầu ngày mai. Và Nhân kêu gọi tất cả các cổ động viên, gia đình và bà con ra tham dự giải túc cầu ngày mai. Wow, wow, wow! Xin cảm ơn anh Tân Thần Nhân ạ. Đặc biệt là khi xin kính cảm ơn anh và chị lúc nào cũng là tìm những cái nét vui cho cộng đồng của chúng ta và cũng như là tìm cách để mà chúng ta đến đây sum họp và đoàn kết cho cộng đồng. Rất là cảm ơn anh và chị. Xin kính mời anh Kelvin Ngô, là chủ của công ty V247. V247 rất là hân hạnh đồng hành với ban tổ chức những cái chương trình mà thể thao như vậy. Không có sức khỏe thì không có làm được gì hết. Một lần nữa Kelvin rất là cảm ơn quý vị. Và rất là tràn ngập những cái niềm yêu thương của tất cả cộng đồng người Việt tại thành phố Houston. Anh Hiền rất là cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự trong hội chợ lần thứ 14 lần này. Anh Hiền xin chào và chúc cho quý vị có một ngày thật là hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị.